Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Mình đã chung chia sắp mất nha các bạn. Ở xuân năm mới mình cũng chúc các bạn có một năm mới nhiều sức khỏe nha. Hôm nay mình lại tiến hành đi bắt ong các bạn ơi. Hôm nay mình đi khai xuân đầu năm. Khai xuân đầu năm đi tìm ong rồi các bạn ơi. Mình mới vào đến cái điểm đám điều này mà không biết là trong này nó có không đây. Này thì cũng không thấy ong ăn bông mấy. Đây có con rắn gì lột vỏ to quá trời các bạn ạ. Hình như là con hổ mèo thì phải này. Ra rắn này, ra rắn hổ mèo này. Lột quá trời các bạn. Mà nó biết này, lột hơi lâu rồi. Trong dòng này rắn độc mình cũng không có hứng thú các bạn ạ. Đi tìm ong rồi. Rồi mình phát hiện đây có một tổ các bạn ạ. Nằm ngay sát trong cái tre này. Tổ nó mới làm các bạn ạ. Mới làm chưa có mật. Không thấy còn mật đâu các bạn ạ. Các bạn không mới làm. Quay cho các bạn xem. Đấy, các bạn. Thế này mình đi tiếp các rồi mình thấy đây có một tổ các bạn ơi. Con này thì cũng nhỏ thôi mà không biết là ở cái vùng này nó có mặt không đây. Có sáp rồi. Không có mặt các bạn ơi. Phải nữa rồi. Phải đào tổ đầu tiên mà không có mặt các bạn ạ. Còn thua rồi. Tổ đầu tiên mà không có mặt. Ăn thật cái vùng này không biết sao. Nghe bạn của mình đi tiếp nhé. Đây là cái chạm phát xem một tổ đó các bạn ạ. Tổ này phải leo các bạn ơi. Nó làm những cái chạm. Không được, phải cưa các bạn, cưa kéo vào, chứ nó nằm ở sau quá.
ngỡ hết rồi. Đây các bạn, ngỡ hết rồi, xả trơn luôn, gãy mặt rồi luôn. Ôi nhìn sao ông kỳ cục vậy chờ. Khu vực mình không có mật vậy. Già rồi. Nãy giờ hai tổ rồi các bạn. Mình tiến hành xuống các bạn. Trong cái lồng này mình phát hiện một tổ đó các bạn. Tổ đã chưa có mật. Tổ này thì tạm được các bạn ạ. Gọi là có mật các bạn ạ. Chứ thấy giờ hai tổ rồi. Không có ít mật nào. Rồi, các bạn cùng mình đi tiếp nhé. Đây các bạn ơi, trên này mình phát hiện một tổ ong người đây. Nằm ở trên ngọn cây sung các bạn ạ. Giờ mình tiến hành mình lên mình bắt nha. Các bạn cùng mình lên lấy giỏ ong xuống nha. Wow, nằm trên đây lấy. Lấy cũng cực 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 các bạn. Trèo lên các bạn ạ. Trèo lên đi ngọn cây. Thấy không? Tổ ong làm đủ thật chứ phải nói là quá VIP luôn. Nằm kín, nằm trong cái lùm dây bao trùm hết luôn các bạn. Để mình tiến hành lại cắt tổ đã. Đây là sạch chí để nó va vào mặt để uống các bạn này. Oh yeah. Tổ nào nó làm dễ thất thì bắt cho dễ các bạn. Nhất những cái tổ mà cứ nằm cái cỡ này thì đó nằm có vậy mà chết cây không à, bắt đâu có dễ đâu. Nó không tới được các bạn, mình phải chờ. Nằm dài người ra mới. Rồi. Rồi. Hoàn hảo các bạn ạ. Rồi, mình rũ xem. Mặt thế nào. À. Rồi. Quá tuyệt vời. Cũng được các bạn. Đây con tướng này các bạn. Để mình chỉ cho các bạn xem con tướng luôn. Đây. Đây là con tướng của con ong ruồi các bạn. Cây mình quay cho các bạn xem luôn. Mình gác tổ ong vào đó. Rồi. Đây. Cái con này mình cầm trong tay đây. Con này là con tướng của con ong ruồi nhé các bạn. Đó. Bây giờ mình bắt mình cũng không quay cho các bạn xem là con tướng của con ong ruồi như thế nào.
nhiều bạn thì biết, nhưng có nhiều bạn thì cũng chưa biết nhé các bạn. Mình nó cai trị hết các bộ quân nhé các bạn. Con này thì nó không có đốt người các bạn ơi. Đó. Rồi mình thả cho nó bay, mình tiến hành cắt mật từng xuống các bạn. Mãi gác lại tàn cho nó các bạn ạ. Rồi nói chung là cũng không được nhiều mật lắm các bạn. Đây. Cũng được cái mấy bữa trước tổ chức là không có mật các bạn. Tổ này thì được rồi. Thôi thế này xuống nhá, mình xuống đất an toàn các bạn ạ. Hay là không được đẹp cho lắm, hoặc kệ nó đi các bạn. Nhưng là ở mình đây là nó cho thế này là cũng đỡ rồi đấy, bữa giờ bắt toàn không có mặt không, tổ này thế này là cũng được rồi. Rồi mình tiến hành đi tiếp các bạn ạ. Đây mình thấy một tổ nữa các bạn ạ, nằm ở phía trên ngọn cây này. Đó, tổ này nằm khá là cao các bạn ơi, nằm độc thật đấy chứ, nằm tận trên này đỉnh ngọn cây luôn. Để mình tiến hành đêm rồi, tổ này nằm ở xa quá các bạn ơi, mình phải dùng cây hơ khói cho nó xay khói rồi bắt đầu mình mới bắt được. Đấy, chắc mình phải cưa cây rồi, quá xa, hy vọng là lấy được bạn ơi. Tranh thủ trời im gió mình. Rồi. Ôi không biết có mật không mà. Đấy đã vất vả các bạn ạ. Ồ sao các bạn ơi, tổ này chắc mình không gác tàn lại cho nó rồi, tại vì nó cưa gãy rồi. Còn ít mật rồi, già hết trơn rồi. Ôi trời xong luôn, rớt luôn rồi các bạn ơi, không có mặt, giả hút hết trường ít à. Mặt không có mà bắt vất vả các bạn ạ, xuống. Đấy, tọc vào xuống rồi. Mà ít rồi, không được bao nhiêu hết. Nó già, nó hút hết rồi. Rồi, mình đi tiếp nhé.
Trên cây đây mình thấy một tổ ong nữa các bạn ơi. Hôm nay thì ong hôm nay nó toàn nằm là cây cao không các bạn. Nó thấy cái tầm người á. Không người các bạn. Rồi, chờ mình tiến hành mình đi lên. Bữa nay ngày gì các bạn ơi. Ong thì đâu nằm toàn trên đỉnh ngọn à. Ôi giời. Tôi là chắc đã già nữa rồi. Không hiểu sao là bữa nay ong ruồi sao các bạn. Mặt ít già nữa. Tổ không các bạn ạ. Mình chưa lên đến tổ nó bay ra nó đớp mình rồi. Không biết có mật không đây đây. Rồi, động nó rồi. Phải buộc cây rồi các bạn ạ. Vít nó vào là phải buộc cây bắt chân dễ. Ong ruồi mà lào cao cỡ 20 mét các bạn ơi. Đâu có thấp đâu, thấy không? Khiếp thật đấy chứ. Tổ thì đâu có to đâu. Chút ép à. Chưa lên tới là nó lao ra đốt người à. Đúng là tổ cao nó hung dữ thật các bạn. Vì mình lên nó chưa có khói á. Con ong nó hung.
ít các bạn ơi, ít nho mà nó làm hung quá. Thôi mình tiến hành mình đi xuống nhé. Trên cây này cao các bạn, đâu có dễ đâu, khô không mệt à, mệt tủy rồi. Dạ đang xuống này. Đây mình thấy tổ nữa các bạn ơi, nằm lại trên ngọn chu nữa rồi. Bữa nay toàn độ cao các bạn ơi. Đó thì mình tiến hành mình lên thôi. Đây đây là cái tổ ong. Tiếp tục lên tiếp các bạn ơi. Tỏi sắp trắng. Mà nó bị non rồi. Này. Còn giờ bị mất luôn. Lỡ rồi. Hơ khói vào rồi nó không thành đâu. Vật cũng bơm được khá khá các bạn ơi. Đỡ hơn mấy tổ kia rồi. Tổ thì rất là to. Nằm toàn trên độ cao các bạn. Mình gác tàn cho nó thì mình tiến hành xuống các bạn. Mật này cũng được các bạn ơi. Không đến nỗi tồi lắm. Cũng bơm được tiện nửa tia rồi. Rồi mình tìm mình xuống nữa. Mình đã xuống dưới gốc an toàn các bạn ơi. Ong này nói chung là ngày hôm nay mình bắt thì không có đạt lắm các bạn. Bắt khu vực mình ở các bạn ơi. Nên khu vực này nó cũng ong cũng chưa có mật đấy. Bắt tổ toàn trên cao không? Toàn trên cao không? Thôi buổi chiều mình cũng xin kết thúc tại đây nhé các bạn. Hẹn các bạn vào video tiếp theo của mình nhé.